You can renew or replace your health insurance card at a Société de l'Assurance Automobile du Québec, SAAQ, service outlet or at a health network service point. Make sure to bring your completed and signed renewal notice to renew your card. Find the nearest health network service point with the following search tool. No appointment is required at CLSCs, and you must bring your photo to renew your card. Bạn có thể gia hạn hoặc thay thế thẻ bảo hiểm y tế của mình tại cửa hàng dịch vụ ô tô của Société de l'Assurance du Québec, SAAQ, hoặc tại điểm dịch vụ của mạng lưới y tế. Đảm bảo mang theo thông báo gia hạn đã hoàn tất và có chữ ký của bạn để gia hạn thẻ của bạn, tìm điểm dịch vụ mạng y tế gần nhất bằng công cụ tìm kiếm sau. Không cần đặt lịch hẹn tại Clsc, và bạn phải mang theo ảnh để gia hạn thẻ.